Được khởi công từ tháng 5 năm 2023, dự án khu nhà ở xã hội tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên phục vụ công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sông Khoai, do Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Zinco Solar Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng hai tòa nhà chung cư cao 7 tầng với 412 căn hộ. Hiện nay, các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các công việc cuối cùng của dự án, đảm bảo kế hoạch hoàn thành trong 2023 này. Hiện tại bây giờ các phần thô đã gần như hoàn thiện hết rồi, chủ yếu là đưa vào cái phần hoàn thiện trên các song các tầng thôi. Nhà thầu thì cam kết tòa số 2 là hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 và tòa số 1 là hoàn thành trước ngày 20 tháng 12, là cũng đảm bảo được chất lượng, cũng đảm bảo được tiến độ theo dự án. Hai dự án nhà ở xã hội khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, bao gồm dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Đông Mai tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, và dự án khu nhà ở xã hội tại khu dân cư Đồi Ngân Hàng, phường Hồng Hải và Cao Thắng, thành phố Hạ Long, với số lượng lần lượt là 400 căn hộ và 790 căn hộ sẽ hoàn thành trong 2023 này. Dự án nhà ở xã hội của khu dân cư Đồi Ngân Hàng đã thi công đến tầng 14 của tầng 14 của phần thô, và dự kiến trong năm 2023, có nghĩa là đến 31 tháng 12 của năm 2023 thì sẽ tiến hành cất lóc cả hai tòa G1 và G2 của dự án nhà ở xã hội. Như vậy, trong 2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ có khoảng 1.600 căn nhà ở xã hội được hoàn thành, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Ngoài 3 dự án nhà ở xã hội đang triển khai đầu tư xây dựng, tỉnh Quảng Ninh có 10 khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, công nhân ngành than đã có quỹ đất, quy hoạch chi tiết và đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Với việc đẩy nhanh tiến độ và tích cực chuẩn bị các dự án nhà ở xã hội sẽ góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo chỗ ở ổn định, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, thu hút giữ chân người lao động, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội của chính phủ. Mua nhà ở dành cho công nhân thì giá cả thì rẻ hơn so với thị trường. Ngoài ra chúng tôi còn được hỗ trợ vay vốn trả góp nên rất phù hợp với những người lao động như chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của tỉnh dành cho người dân nói chung và dành cho những người lao động trong các khu công nghiệp nói riêng. Với mục tiêu phấn đấu đến 2030, toàn tỉnh có khoảng 25.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tỉnh Quảng Ninh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thu hút kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các nội dung bất cập có liên quan đến chính sách ưu đãi, đối tượng thụ hưởng, đề xuất Trung ương bổ sung chức năng xây dựng nhà ở cho Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà ở công nhân ngành than.